Chương trình xin được chuyển sang những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, giống nhãn Tiến Vua hay còn gọi là nhãn cùi cổ được thị trường ưa chuộng cho hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, giống nhãn này hiện còn rất ít hộ trồng. Để duy trì và nhân rộng diện tích hợp tác xã nông nghiệp xanh Phú Hiến, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã triển khai các biện pháp. Nhãn Tiến Vua có nguồn gốc tại thôn Nễ Châu, xã Hồng Nam. Đây là giống nhãn được trồng đầu tiên ở Hưng Yên cho chất lượng ngon, màu hơi hanh vàng, hương thơm, vị mật ong, cùi khô giòn, dao động từ 80 đến 90 quả 1 kg. Theo các hộ làm vườn, toàn thôn Nễ Châu có gần 300 cây, trong đó có 200 cây cho thu hoạch, được dùng chủ yếu để làm quả biếu, với giá bán từ 80.000 đến 100.000 đồng 1 kg, cao gấp 4 đến 5 lần các giống nhãn thông thường. Để nhân rộng giống nhãn đặc sản này và đáp ứng nhu cầu của thị trường, Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Phố Hiến ở xã Hồng Nam hướng dẫn các thành viên nhân rộng giống nhãn này. Mặt khác, đang tích cực tuyên truyền vận động để các nhà vườn chăm sóc nhãn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hướng tới thị trường xuất khẩu.